làm airdrop ví Sepo. Ở đây tôi đã cài đặt ví Sepo và chọn vào khám phá phía bên dưới này, chọn vào trung tâm nhiệm vụ. Thì ở đây nó sẽ có danh sách tất cả các nhiệm vụ. Những cái danh sách mới sẽ ở bên trên nhất. Ở đây tôi sẽ làm cái nhiệm vụ là Tôn Phát Season 1 nha. Anh em vuốt hết màn hình lên, chọn vào Join Arcado Telegram Mini App, click Git Link màu xanh này. Nó sẽ ra một cửa sổ mới của Telegram. Anh em phải dùng cái Telegram nha. Chọn vào lăn. Chọn là mai này. Tắt cái này đi, tắt. Rồi bây giờ tôi sẽ close rồi, trở lại cái ví Sepo. Mở lại khám phá trung tâm nhiệm vụ. Chọn verify. Rồi, đã xác nhận thành công một cái tích xanh. Tiếp theo là join Zip Now Telegram Mini App này. Rồi anh em cứ bấm vào đây để cho nó xác nhận thôi, vì cái này nó cũng chưa có cái gì đâu. Ok, bây giờ back lại cái ví Sepo nha. Chọn verify. Rồi, xác minh được hai nhiệm vụ. Tiếp theo là Telegram channel này. Anh em copy cái mã ở cái ô dòng thứ hai số 2 nhá, bôi đen copy này, rồi chọn vào cái Sepo bot dòng thứ nhất. Một cửa sổ mới hiện ra, anh em hãy dán cái mã vừa copy nó vào. Và gửi cho con bot. Rồi, tiếp theo anh em join vào cái group, hai cái group này. Join này. Join tiếp. Rồi, cái này đã join rồi. Trở lại cái ví Sepo. Sau khi join vào rồi, anh em chọn vào verify để xác nhận. Rồi, chờ xác nhận. Tiếp theo là cái Twitter này, cái cuối cùng này. Anh em phải follow cái Sepo và cái Arcado Fun nhá. Chọn vào Zitning. Chọn vào cho phép ứng dụng. Rồi, nay này.
đăng lại này, trả lại ví Seppo này. Tắt cái này đi, mở lại. Chọn vào retweet, chọn vào cái follow cái thứ hai này, Arcade Fun này. Rồi, đã follow rồi. Anh em hãy like mới retweet thêm một cái bài của họ đi. Quay lại ví này, chọn vào verify để xác minh này. Ok, sau khi xác minh xong nó sẽ hiện bốn cái tích xanh, anh em chọn vào claim. Rồi, và hàng ngày anh em vào cái game trên cái Telegram mini app này này để đào và điểm danh thì sẽ được nhiều airdrop hơn. Và sau khi bao giờ họ hết cái chương trình đào ấy thì ví họ sẽ tự động phát coin về ví của quý vị. Ok, mình sẽ để cái đường link của cái game đào Arcade này bên dưới video này nha. Anh em trước khi anh em làm nhiệm vụ, anh em hãy vào cái link của đường game để xác nhận trước đã, sau đó sẽ vào app tên app ví Seppo xác nhận sau.